Xin mời. Đây là vợ con rể. Chào cô. Dạ chào cô. Bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết được ạ? Dạ. Dạ thưa anh Quyền Linh, thưa Lê Lộc. Dạ. Thưa tất cả quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thị Xuân Khanh. Tôi sinh 1960 và nghề nghiệp của tôi là giáo viên. Tôi đã về hưu được 3 năm. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Xin chào hai MC duyên dáng. Em là Đinh Ngọc Duy, sinh năm 1987. Em đang làm nhân viên thiết kế cho công ty truyền thông. Và em ở giải của mẹ thì được 1 năm rồi. Nhà mình có bé nào chưa anh? Chưa có bé nào nhưng mà có một bé đang ở trong bụng. Chúc mừng. Rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp chàng rể này đó, cô có ấn tượng gì không? Ấn tượng của mình về chàng rể của mình rất là tốt. Thấy đây là một chàng trai chín chắn. Đến đầu tiên là xin phép bác cho con được làm quen với lại em và cho con đặt vấn đề. Tức là mình thấy đây là một chàng trai quá nghiêm túc, phải không anh? Dạ. Vâng, như vậy là tất cả phụ huynh nào mà ở vào vị trí của mình đều hài lòng hết. Không biết anh là cái lần đầu tiên gặp mẹ vợ có ấn tượng gì không? Trước khi mà em quen vợ em là có nghe vợ em nói với em là mẹ là một giáo viên. Dạ. Cho nên là trong đầu em cứ mường tượng ra là chắc là phải khó tính lắm. Đúng rồi. Không, nhưng mà nếu mà ấn tượng đầu tiên thì mẹ rất là hiền, mà mẹ rất là thông cảm. Ví dụ như có những cái gì mà khó nói mẹ sẵn sàng lại chia sẻ. Có những cái đêm mà những hôm mà nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện với nhau, chắc là vợ em không hợp bằng em luôn. Ủa gì luôn đó hả? Lúc đấy mới chỉ yêu thôi, nhưng mà có thể là hai bác cháu thì nói chuyện đến tầm 11 rưỡi mà vẫn chưa hết chuyện luôn. Không có cách nào chỉ anh để mốt về nói chuyện cái đi. Lúc đấy là mình thật tâm mình chia sẻ. À thật tâm hả? Chắc có lẽ mình chưa thật tâm. Vậy thì quan trọng vẫn là thật tâm á cô hả? Dạ đúng. Em có ngại cái chuyện làm rể không? Bởi vì khi mà hàng xóm mà nghe nó mình làm rể, nói mày sao tự nhiên làm rể vậy đó. Lúc đầu em cũng suy nghĩ nhiều á, tại vì làm giải. Nhưng mà cuối cùng ấy thì vì thương vợ mình, vì yêu vợ em, cho nên là em chấp nhận cái chuyện làm giải và em thật tâm luôn, không có một cái suy nghĩ gì. Ai nói gì thì nói. Sống tốt với gia đình vợ thương mình, vợ mình thương mình thương vợ là được, đúng không? Tại vì nữa là mẹ vợ của em ấy, sức khỏe thì nó không được như người ta, nhà có ba mẹ con thôi. Em về làm coi như là người đàn ông để phụ việc trong gia đình ha, giúp đỡ mẹ. Em nghĩ em là chàng rể quốc dân. Trong nhà là ba người phụ nữ hết. Dạ đúng ạ. À giờ có Facebook. Facebook á. À. Hai mẹ con có kết bạn nhau không? Dạ có chứ. Có like mẹ vợ không? Có chứ, like thì có. Đăng hình lên là em like thôi, gì đâu mà. Có khi nào mẹ vợ đăng em không like không? Có đăng nhưng mà không like thì chắc là em quên. Nếu như mà em đền mà coi là có là em sẽ like. Nhiều khi giận không đăng, không like. Rồi khi mà mình về ở rể vậy có gặp khó khăn gì không anh? Mẹ vợ của em cũng là người Bắc. Những cái suy nghĩ ấy nó dễ hơn. Con rể tôi có một cái là cháu rất là thẳng thắn và vô tư. Tôi không biết ở các gia đình khác có coi đấy là xung đột không. Nhưng mà mẹ con tôi đã phải trải qua những cái lúc khó khăn này ạ. Vâng. Thứ nhất là lúc đầu ví dụ như là cháu nói là mẹ ơi con, mẹ nấu cái gì con ăn cũng được. Mà tôi thì lại là thích là làm vui lòng người khác. Mà nhất là những người thân của mình thì mình lại càng thích, phải không ạ? Dạ. Thế nhưng mà khi tôi nấu ví dụ như là cháu không thích ăn cá thì tôi không biết điều đó. Tôi thì nghĩ là ăn cá là tốt hơn là ăn thịt. Tôi để ý là cháu chỉ gắp 1-2 gắp cho mẹ vui thôi, còn lại ăn cơm với rau. Thì tôi phát hiện ra là không ăn cá. Tôi nói ngay với con gái tôi và con gái tôi nói với lại rể. Chàng rể của tôi lại là người ở biển đấy ạ, mà không ăn cá. Không phải. Có nghĩa là em quê em ở Quảng Ninh, em ở biển. Thì từ bé lớn em không ăn cá nước ngọt. Em chỉ ăn được cá nước mặn thôi. Với lại là quan trọng là em ăn cá được. Thế nhưng mà em không thích ăn cá. Em cũng muốn gỡ cái suy nghĩ đấy của mẹ. Nhưng mà đến lúc mà mẹ buồn ra em mới vỡ lở ra. Bởi vì mẹ đã đặt hết tình cảm của mình vào món ăn đó. Mà khi mà người nội trợ đó, người ta đặt hết tình cảm vào món ăn, mà thấy cái người khách mà ăn mà còn ở đó hoặc là gấp cho qua loa thì người ta buồn lắm. Còn em thì sợ
nói là không thích ăn cá, cũng sợ mẹ vợ buồn. Thành ra cũng gấp cho nó có gấp, ăn cho nó có ăn. Nhưng cái mặt nó không có vui. Thành ra cuối cùng không ai vui hết. Cá thì cũng còn, đổ cho con khác nó vui. Đó là cô là một nhà giáo. Còn Duy ở đây á là làm truyền thông. À, vẫn làm truyền thông thì thức khuya dậy sớm, thậm chí cũng không biết giờ nào về luôn. Vậy thì hai cái cách sống này chắc chắn nó sẽ chênh lệch rất là xa. Trong nhà thì nữ là thường là anh biết sinh hoạt các thứ nó đều là theo một chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Yeah. Và hôm nào mà cháu đi về mệt thì cái bước chân của cháu nó rất nặng. Quả thật là đối với tôi là đấy là một cái điều là khác hẳn trước đây. Duy được cái là sẵn sàng và giúp mẹ làm bếp. Xào rau thì cháu vừa mới nêm muối vào thôi là cháu hét toáng lên, chết rồi. Cả nhà coi như hốt hoảng. Hóa ra Duy bảo là tại con nêm muối và hơi mặn. Tức là Duy vô tư và thẳng thắn cái là có cái gì là cảm xúc bộc lộ ra. Tính của em gặp ai em cũng thích làm cho người khác cười. Nếu như mà em về làm giả em thấy mẹ buồn là em buồn. Nhưng mà so theo anh thấy thì anh thấy mình chưa hợp với mẹ điểm nào? Có một cái là về chuyện ăn uống. Đơn giản em nói ví dụ cho dễ hiểu thôi. Em thích ăn đồ cứng nhưng mẹ thích ăn đồ mềm. Nhiều khi ví dụ hai vợ chồng cháu, tôi thấy ngồi xem tivi nhưng mà thấy các cháu bàn luận về một cái gì, xong một hồi quay ra thì bắt đầu tôi thấy là hai vợ chồng tranh luận vượt quá cái tranh luận, tức là cãi nhau. Thì sau đó một hồi tôi nghe là con gái tôi mẹ anh Duy nói con thế này này, xong Duy lại mẹ Bi, thì con gái tôi ở nhà tên Bi nói con thế này. Tôi nghĩ là trời ơi, hai đứa này là hai đứa trẻ con đúng lấy nhau như trẻ con vậy. Dạ vâng, như trẻ con. Xong sau đó là lên là mẹ phải phân giải cho được, dạ, ai cũng nhận ai phần thắng. Cô suy nghĩ nghiêng về chàng rể hay là nghiêng về con gái ruột của mình? Dạ bao giờ tôi cũng nói một câu là, tức là vợ thì phải biết nhịn chồng, nhưng mà chồng đồng thời phải là chỗ dựa và là trụ cột trong gia đình. Con là đàn ông cho nên là con phải có những cái độ lượng. Tôi luôn luôn bao giờ cũng phải la rầy con gái mình trước. Hai vợ chồng cãi nhau ấy, có mặt mẹ là người lớn. Em nhận ra cái sai của em là em không kiềm chế được cái cảm xúc, tại vì tính em rất nóng. Cái lúc đấy thì em không nghĩ ra được, nhưng mà sau khi mà ví dụ là hai vợ chồng cãi nhau thì nhận ra cái sai của mình. Mà đàn ông thì sĩ diện nó cao, nhưng mà em cũng dẹp bỏ cái đấy. Em cũng ngồi em nói chuyện mẹ, em cũng bảo là con xin lỗi mẹ, thì lần sau thì con cố gắng. Nhưng mà cứ đến lúc mà hai vợ chồng nó cãi nhau, cái cơn nóng của nó lên kìm không nổi. Xin lỗi ngoại. Ít là, nhưng mà những cái đỉnh điểm nó lên thì... Đấy, cái đó là cái mà hay xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì khi mình nóng quá mình mất kiểm soát. Khi mất kiểm soát mình tưởng đó chỉ có mình với vợ mình thôi. Nhưng biết đâu có một người rất nhạy cảm đang ngồi đó. Người đó mới là người đau ha. Để xem bà bầu nói điều gì với ông xã của mình nha. Con chào bà ngoại, mẹ với em bé chào bố Duy nha. À, mẹ ơi, con biết thời gian vừa qua gia đình mình có rất là nhiều thay đổi từ sau khi con kết hôn. Mẹ ơi, vợ chồng con lúc nào cũng muốn mẹ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mẹ hãy nghĩ rằng khi con kết hôn, không phải mẹ mất đi một người con gái mà mẹ còn có thêm một người con trai. Mẹ đừng ngại ngần khi mà muốn nhờ vợ chồng con bất cứ điều gì, cũng đừng cảm thấy rằng mình là gánh nặng chồng. Mẹ đã từng nói với em là mẹ rất là thương anh khi mà biết anh xa nhà và Sài Gòn lập nghiệp. Thời gian rất là lâu rồi không có được cái hơi ấm với gia đình, cho nên nó phải là mẹ muốn bù đắp cho anh những cái đó để anh không cảm thấy thiếu thốn hơi ấm gia đình, mặc dù là ở xa mẹ. Em muốn anh sửa cái tính nóng của mình. Anh rất là tốt, nhưng mà cái tính nóng như Trương Phi của anh thì anh có biết không, mỗi lần anh nóng giận lên á thì người ngoài như em hay mẹ nhìn vào thì rất là đáng sợ. Không, tất cả mọi thứ luôn, em đúng có một cái tính nóng nó mất đi hết cái con người luôn. Lúc đó nó chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng khi mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, mình có xin lỗi gì nữa thì nó cũng mất đi hết rồi. Hình như tính với anh với em giống nhau vậy. Đôi khi khùng mình quên mình tên mình là ai luôn. Nhưng mà sau đó là nhắm mắt mình nói trời sao tôi khùng dữ vậy trời. Cố gắng thay đổi, giờ không được chắc cũng già thay đổi. Hôm nay thì cô có mong muốn gì thay đổi cái điều gì nữa ngoài cái chuyện nóng đó? Ở Duy có một cái mình thương nhất, cái ấn tượng mạnh mẽ nhất luôn vì mọi người. Con gái tôi có nói thì các cháu nghĩ là tôi ngại, không dám nhờ các cháu. Đúng, tôi có ngại, tức là rể là khách, thành ra mình phải không thể nào mà lạm dụng quá được. Cô vẫn còn ngại, tức là cô vẫn còn chưa xem Duy là nhiều con trai. Tức là ở đây nó vẫn còn một chút
Tuy rằng chúng ta nghĩ như thế, nhưng mà khi thể hiện bề ngoài thì nó không phải là như vậy. Mẹ ruột, con ruột thì có gì đâu ngại. Nếu cần hả, Duy, tại sao mày làm vậy? Duy, đây là những cái điều hết sức là gần gũi. Nếu chúng ta tạo được cái gần gũi đó thì chắc chắn cái chữ ngại nó không còn nữa. À, mẹ mình quá ngại rồi, anh có thể là không cần đến mẹ phải nhờ nữa, mình có thể tự làm luôn. Em đang đợi chị hỏi câu đấy. Tất cả mọi thứ ở trong nhà không cần mẹ nói. Cái gì hư, cái gì hỏng, cái là em sẽ làm hết toàn bộ luôn. Em biết là mẹ ngại, chỉ muốn là khi mà con đã muốn làm một cái gì đó cho mẹ thì mẹ đón nhận thật lòng ấy. Mẹ không cần phải ngại như thế. Khi con đã về, con làm rể, con đã chấp nhận con làm rể của mẹ thì là người một nhà trong nhà. Thì những cái gì mà nó khó nói thì mẹ con mình nói ra nó dễ hơn. Nếu như mà cứ ngại thì bao giờ mẹ con mình mới hiểu đúng nhau rồi. Có những thứ mà em có thể xong và làm được. Dạ. Nhưng có những thứ mẹ em phải nhờ. Anh nói thí dụ như mẹ đau lưng quá, Duy, mày đấm lưng tao một cái chỗ này coi. Nếu mà mẹ ngại thì không bao giờ có chuyện đó. Còn nếu như mẹ xem Duy như con ruột thì Duy, mày đánh tao cái lưng, trời tao mỏi quá, Duy, bóp tao cái vai coi, chuyện đó rất bình thường. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay á là hai mẹ con đã nói ra tất cả mọi điều đó và cái chữ ngại đó nó không còn nữa. Thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào. Đâu có ngại gì. Duy về đóng lưng cho mẹ, bóp vai cho mẹ ha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình mất luôn cái chữ ngại đó. Chúc gia đình vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô ạ. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và phần quà dành tặng cho cô và anh luôn là Cao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh nè. Dạ, xin được tặng cả gia đình mình một chiếc TV thương hiệu Akino 40 inch tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô và anh đến với chương trình. Dạ, mình đi lối này dùm con ạ.